dấp tỷ bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thường lai. Cây ông trưởng lão giáo truyền khuyên trong lê thư khắp nơi làm lành. Dương trần ít kẻ kính thành mạng lo làm giữ việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lụy nhỏ lâm ly mới sai chư tướng xuống thì răng dân. Làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tâu qua ngọc để một khi thử dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế vậy thì dạy răng trần thế làm lầm tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần dạy đặng vậy mà có hay. Tôi vinh đức Phật Như Lai, giấy cầu mệt mỏi giải hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè, nghe lời ma quỷ lại chê Phật trời. Giải truyền thiên hạ khắp nơi, trăm phần rắn dài vậy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười kẻ ác, thì có người lành thì không. Quyền trong tinh nữ thiện nam, gắn mà tu niệm thiên đàng đằng lên. Ai mà chẳng có chí bền, ngày sau yêu quỷ phân thay chẳng còn. Hỏi mình là đau làm con, tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần, gần công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ vạn dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay, nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần, rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi, rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang, tà ma yêu quỷ đón đàn phân thay. Phật trời ngự chốn phương Tây, thầy đưa hung ác chẳng còn thấy thi. Phật biểu niệm chữ từ bi, thầy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh, làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như Lai lụy nhỏ rộng rộng, biết làm sao đặng cứu rài chúng sanh.
mời sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy thì chúng sanh. Mười phần dạy đặng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời. Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xả tội với thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết đi xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Ai mà chẳng biết tu thân thì sao phải đọa muôn phần chẳng an. Mấy người lên đặng tòa vàng, có công tu niệm chư thần đưa lên. Cho nên xa chúng trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tay nàng. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiện gian rạng ngời. Ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quỷ hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chúng này. Tại mình lòng ở tà tây, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa vời, trời sai yêu quỷ hại mà tan quan. Kẻo mà khi dễ nghênh ngang, để cho yêu quỷ phân thấy cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc vương. Thấy ai tu niệm thì thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai. Măng nhiếc trời Phật điếc tay, hễ là làm ác ác lai đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tánh ai ai giữ mình. Đằng sau coi hội long đình, khuyên cho nam nữ lòng gìn tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lâm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quỷ rải rải chẳng tha. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bất kỳ đông, thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắn chí trao dồi, chí tâm tu niệm đặng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, vô thường quỷ dắt ngục đường khảo trang. Tu là kính trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bãi bà hai cầu cửu thiên thánh thần.
Ngọc Hoàng ngồi ngự trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiên. Phật biểu thì tôi giáo truyền khuyên, trong nam nữ trẻ già gánh công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật rước khỏi mà yêu ma. Làm con phải xét gần xa, ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng, chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Để cho ma quỷ phá tan, răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thi. Nam mô hai chữ từ bi, mấy người tu niệm vậy thì rước lên. Rước người tu niệm chí bền, còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi, gắn công tu niệm vậy thời bớ dân. Bên lòng niệm Phật ân cần, gắn công tu niệm cung bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương, có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần, có lòng Phật độ vừa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh, gắn công khăn bay chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thăng. Tụng kinh trăm cuốn không bằng, chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo, mong lòng làm giữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên, tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội rày khảo trang. Lại sai quỷ mỹ tà ma, hại kẻ hung ác để mà làm chi. Ai mà tâm tánh từ bi, Phật sai chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha. Thịt ăn xương bỏ dây đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đăng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn. Làm lành thì mình đắng tôn, làm dữ ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân.
giáp ti khổ não trăm phần. Không phải thái bình ngày rài dân ôi, cơ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng. Ngồi buồn nói chuyện tam khùng, mặt tình ba tánh có dùng thì coi. Việc đời khó thiệt hẳn hồi, tu hành thời đang sống coi lập đời. Thương dân nên nói hết lời, gái trai chẳng xét tội thời bất dung. Quyền nói ba tánh hai cùng, tôi thiệt điên khùng nhiều nỗi thiết tha. Hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ấy mà có hay. Thương trần nên mới chịu sâu, kẻ kêu người gheo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho ba tánh trẻ già đặng an. Quyền thứ nhì ngồi buồn khùng nói chuyện điên, thấy trong ba tánh ưu phiền xót thương. Ít ai ở đặng hiền lương, cho nên mắc phải tai ương nhiều bề. Thấy trong trần thế ủ ê, sang giàu có của lại che người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tính ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà Phật ôi. Giáp ti cười cuộc chưa rồi, bước qua ất sầu khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sâm vậy còn gì trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe. Thế trận đâu biết kiên dè, chê rằng nói lâu mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc gì kỳ, đón đường nó bắt vậy thì mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lấy nát thịt tan xương chẳng còn. Viết đời càng mong càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. Lại cầu chư Phật
chư thần cứu quyền thất đi tổ ân cần chẳng sai. Cầu nguyện lại giây hôm mai, cầu trời khấn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cứu quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quỷ bắt cái ngục đàn xử tra. Hỏi nào cha mẹ ông bà, cứu quyền thất cái tổ ở mà nơi đâu. Chốn này là Phật đứng đầu, mấy đứa hung ác thì cầm lại đây. Nói cho già trẻ đặng hay, ráng mà niệm Phật Di Đà cứu cho. Như ai mà chẳng có lo, đến cơn bát loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chúng này. Nhân hiền đâu có tội này, làm ác thì lại mắc rài nơi đây. Thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hải hoài. Tàn gia bãi sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hải hoài rất hung. Người điên mà nói chuyện không mặc, tình trần thế có dùng thì nghe. Không sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng lại điên. Xin trong nam nữ đừng phiền, ráng nghe điên dạy khỏi miền trần ai. Điên là điên Phật Như Lai, khùng là chữ Phật khiến sai nên khùng. Phật Thầy mến kẻ sửa mình, ai mà giữ đặng thật rài hiển vinh. Cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Ai mà giữ đặng tâm thành, khỏi trăm hoạn nạn tổn sanh thấy đời. Phật trời nói chẳng sai lời, lắm quá là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội lắm quá, cho người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn thiếu lẽ nào. Minh Vương xuất thế ngồi cao, lập đời thương cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đánh giao môi nước cho vương minh hoàng. Gian tàn ở dọc ngang, tu di tam tộc đặng răng nịnh thần. Mấy người làm phước làm nhân, lâm qua một hội quân thần Âu Ca. Còn kẻ ác đức bất nhân, có tướng chư thần phanh nát thịt xương. Nói cho già trẻ đặng tường, cái ác tùng thiện Phật thương rước về. Tòa gian mới được giữa cây, kẻ ác thời lại mắc bề gian nan.
lại thêm mắt phải tay nàng. Cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, cứu người tu niệm lên đài thánh thơi. Phật cho tôi biết việc đời, dưng lĩnh Phật trời dạy biểu thế gian. Tội phước tôi thấy rõ ràng, gánh công tu niệm ở đời mà coi. Sổ dần vốn thiệt hắn hồi, cầu trời khấn Phật sống coi lập đời. Tôi khuyên tôi nói ít lời, mặc tình ba tánh muốn thời ghi coi. Cuộc đời quá thiệt hắn hồi, hồi 18 nước tôn vương đế hoàng. Đành coi cái hội long qua, cho người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội long dân, quân thần công lạc thấy đều vui chơi. Người lành mới đặng thành thơi, qua dân hai hội chúa tôi vui dày. Làm mát thì lại mất thấy, đâu còn coi hội rồng mấy nửa lần. Tu niệm thì Phật thấy mừng, làm dữ ác thú lấy lần phân thay. Hổ lang ác thú muôn bày, ác thú dung của Phật thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đằng đâu. Tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó mà dám đâu. Cuộc đời trăm tham ngàn sầu, thiện ác đau đầu kẻ xuống người lên. Thiên đường địa ngục đôi bên, người tu của Phật Tây Phương rước về. Làm dữ hay quỷ giao cây, dẫn về địa phủ khảo tra nhiều bề. Đến chừng thấy tội u ê, cầu trời khấn Phật cứu rài đằng đâu. Thấy chuyện hung dữ mà rầu, nói cho nam nữ đâu đâu hay cùng. Trẻ già ai có nghe khùng, cải ác tùng thiện thì khùng cứu cho. Điên khùng hết giả cần lo, cầu cho già trẻ cứ lo tu trì. Ngồi buồn khùng nói dân di, Phật trời đại đoá khó rài biết bao. Quan âm đạo sĩ truyền rao, giáo khuyên coi thế hung hào đừng ham. Trung càng thanh đức già lam, nịnh như đồng các mắt chàng phong tiên. Ngồi buồn khùng nói chuyện điên, Phật biểu chuyện hiền khùng nói dữ đan. Khùng này khùng của Phật bà, cho nên khùng rõ vậy mà chẳng sai. Bốn đạo ba tánh ai ai, nghe lời khùng dạy ngày mai coi đời.
Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn. Thương đời nên dạy hết lời, mắt tình già trẻ não hơn trần gian. Thân khùng giấc ngủ nào an, kẻ kêu người reo nào an giấc nằm. Chừng nào trai gái trì tâm, rủ nhau niệm Phật Quan Âm độ mình. Thời khùng mới đặng an thân, sinh trong ba tánh dạng dân chỉ tình. Ráng mà niệm Phật cứu mình, đến chừng lập hội lắm đình hiện vinh. Cửa trời mở rộng thinh tinh, trách lòng ba tánh không tình thác ngoan. Giảng này của Phật Tây Phan, cho khùng đăng giải cứu án dương trần. Trao cho ba tánh vàng dân, răng công tu niệm Tây Phương an nhàn. Ai muốn làm tối minh hoàng, chí công tu niệm quân thần hiện vinh. Lâu đài vinh dài nghinh ngang, đi thời lại có lầm tàn phủ chen. Răng dạy ba tánh không nghe, nữa sao đừng trách không nghe không rầy. Ai muốn coi hội rầm mây, bền lòng tu niệm Phật bà rước đi. Phật tiên đâu có nói gì, thương người tu niệm siết chi vui mừng. Ngồi trên mây bạc chín tầng, cảm thương hung ác mắt chứng đọa đài. Tội kia thâu đến thiên đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình. Không tu thì cũng mặc tình, càng chỉ kiêu ngạo cho mình hao hơi. Dạo khuyên than nói hết lời, ghét thay đứa dạy dạy hoài không nghe. Thương người tu niệm kiên già, nghèo nàn đói khó biết nghe Phật trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nó ý nhiều tiền, nó đâu có kể có kiên thành khùng. Cuộc đời nói chẳng có cùng, thương trong lễ thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn vinh hiện thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mai sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bơ vơ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò xâm hiệp chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thó bạc lỗ mày gặp nhau. Chữ Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm.
muốn cho trung hiếu vẹn toàn. Nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai, tôi nay là Phật hành hài, tôi chẳng có này ai muốn thì coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Quyển thứ ba, ngồi buồn bắt mạch xem sao, giáp tỷ ất sổ chuyện máu bây giờ. Binh dần đinh mạo ngần ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhổn nhàng, muôn binh ngàn thúi rộn ràng lăn xăng. Kẻ thời bị thu bắt ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tư hướng vậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Mình như chỉ dân tơ vương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đánh nào. Ác thú chặt khắp lao sao, muôn binh vì phụ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên dương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành. Ác thu lục phá tan tành, tan quán quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thì chuyện hung dữ mã rầu, chư Phật ngồi rầu biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niệm ăn năn, ắt là phải mắt cầm trong cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao ly dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phan. Tuần tra khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt rài. Sang qua sai lại bằng nay, hết sâu tới tốt, hết dâm tới tồn. Thế rằng nhỏ dại lẫn khôn, người đời như cá ao kia khô rồi. Chí công hầm đã thành dối, bền công tu niệm là tôi Phật trời. Cây khô tới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muốn sầu cũng thôi. Chừng nào chờ lên hết vui, thời là Phật mới bỏ trôi người lành. Thú vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tu thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thú cao thân tu hành. Thủ vật cái ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiệt Phật nhi. Nam mô hai chữ từ bi,
cảm thương trần thế dài hoài không nghe. Gần công tu niệm kiên già, kẻo mà đọa kiếp uổng thay cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tu thân. Đặng mà báo hiếu chi ân, phụ tử quân thần cha mẹ chúa tôi. Lung tăng tích ác chẳng rồi, xa cơ một phút nhánh chồi tan quang. Lại thêm khổ hành muôn phần, người lành khác thể ngọc ngà lưu ly. Thánh hiền sách để còn ghi, sao không ban giữ mùa lành như xưa. Trời còn tôi nắng sớm mưa, người đời sớm thấy tôi chưa biết nào. Dương trần đông đảo lao sao, người ta thì ít quỷ ma ồn ào. Bính dần tật bệnh xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đắng tan, ráng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung. Bớt bớt việc giữ việc hung, lo làm nhân đức việc hung đừng làm. Thời là mới đặng thanh nhàn, có thuyền bát nhã xuê sang rước về. Binh dần đinh mạo u uê, thần binh nát thú đê quê bốn phương. Đưa dự chết rất chặt đường, lốc đào lốc chết sống làng tan quang. Thấy nằm như thế làng can, nhà giàu thì lại tan quang hơn nghèo. Việc đời coi cũng treo leo, lên núi xuống đèo nào có nải chi. Xem trong vạn quốc vậy thì, dân nam bạc đảo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Luật nam nghĩa lý hẳn hoi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiệt là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lý mình. Cứ theo ăn ở bát tình, tổ tâm chẳng tưởng cha mình lại giống. Hạ quân đổi giả thay lầm, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tâm. Vì đoán nào biết Phật thần, thấy đâu chê đó nên lầm nạn sâu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiên sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sanh cùng thiên tiên. Đời còn sao xuyên chưa yên, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng hùng hào. Thân tôi khó biết giường nào, thương đời to hết năm hao cho đời. Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đôi lời giáo khuyên. Cõi trần khi dễ Phật tiên, cứ theo vũ việc kêu dèm liên miên.
du thân tuần vàng chép hiên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian. Mạng trăng sổ nạp một lần, thiên đình hội nghị kháng tường hiền hung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Truyền cho hộ về ân cần, đòi hàng chứ vì các lân ứng hầu. Thất nương vào bãi cuối đầu, lệnh vua cho triệu con vào chầu cha. Ngọc hoàng lời nói phán ra, cha cho xuống dẹp gian tà trung ương. Như Lai cảm đậm lòng thương, sai tôi truyền dạy trung ương cho tường. Phật Đà cảm đậm lòng thương, nói cho ai nay muốn còn tu thân. May mà trời Phật bố ân, xả bớt tội nọ thanh nhàn tâm thân. Phật trời mến kẻ trung trinh, Phật đâu có biểu bỏ tâm tổ mình. Thấy đời trần thế bất minh, buông lời khi dễ sầu bi trong lòng. Chư Phật lụy ứa rầm rầm, trời cũng đắm lòng thương hại cho dân. Phật trời thương hết thấy trần chẳng biết ý đền ân Phật trời. Lại còn khi dễ Phật trời, Phật cho bị đọa cho đời sửa đoan. Kẻo mà khi dễ nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Kiêu ngạo còn nói nhiều bài, ông sư này nữa đánh về Tây Phan. Còn mình mắt xuống suối vàng, có ông sư đó cứu an lo gì. Kiêu ngạo cười nói dân di, rủ nhau châu chó vậy thì làm ăn. Trần gian lời tục nhau rằng, làm lành đâu có dư trăm tuổi ngoài. Ăn trộm ăn cướp sống dai, chửi mắng nó hoài mà thấy chết đâu. Thấy đời nói tung mã rầu, chừng lúc đau đầu thiện ác biết nhau. Ngồi buồn nhớ Phật giàu giàu, làm sao dạy đành cho mau mà về. Thương thay cõi hạ trần mê, kẻ còn kẻ mất ý người đời khó tu. Bởi mình tánh ở nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Ngạo cười dương khổ nhiều bề, mắt tình ba tánh chờ quê luận bàn. Thấy ai đôi khó cơ hàng, thời lại chẳng màng bỏ xó khinh khi. Chọn người điều đó phương phi, dù dòng cầu gì chú thiên lăng xăng. Thấy người tàn tật xin ăn, chẳng ai chào hỏi rằng ông hay thầy. Thấy đời khiến giả sầu bi, giống dù xe ngựa dãy đầy nghinh ngang. Lại thêm trà rượu xinh sàng, mai sao lắm bình hơn tàn tật kia.
bây giờ như khóa không chìa, đến chừng lập hội khóa chìa đủ đôi. Tu niệm nhiều kẻ tha trôi, ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm. Bây giờ tôi lại hết khùng, chứng điên quá lại bệnh khùng hết đi. Điên khùng thiệt rất lạ kỳ, chẳng biết điên gì mà Phật sầu bi. Thấy trần thế sự nạn nguy, cho nên Phật khiến tôi thì phải điên. Khuyên trong nam nữ đừng phiền, cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi. Nhiều đất nhiều ruộng vậy thì sửu giận, thì lại sầu bi rất nhiều. Dập ti chưa có bao nhiêu, qua năm mất số bình đã đói nhiều. No mai rồi lại đói chiều, giàu nay mai lại nghèo nhiều rất đa. Nghèo mà biết niệm Di Đà hơn, giàu giữ của đấy mà cho dây. Nửa sau như thể ăn mày đi, thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bền, chưa từng cực khổ có nên đâu làm. Cho vay gạo quỷ tiền ma, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Đến đâu nói nịnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hàng vi. Đói lòng phải ráng mà đi, công làm thì có tiền thì vốn không. Thấy đời lường gạt náo nằm, cứ lo chắc mót cái tu hành thời không. Có đau niệm Phật như giống, hết cơn bệnh hoạn thì không tu trì. Nam mô hai chữ từ bi, Phật trời sai khiến phải đi cứu trần. Gầm trong thiên hạ vạn dân, ít ai có tưởng Phật thần ra chi. Nào khi lâm lụy cơ nguy, mô trời mô Phật mô nơi thánh thần. Hết rồi thì lại phụi ân, chẳng biết niệm Phật giấy thân làm sao. Lại thêm hùng hậu hùng hào, mắng nhiếc trời Phật biết bao nhiêu lần. Lại thêm chửi thánh rủa thần, cho nên mắt phải chung thân đọa đài. Thảo cha ngay Chúa xưa nay, dầu mà có thác miễu son tạc thờ. Xem trong các chuyện các thơ, nên thần thác có miễu thờ ở đâu. Thác thời rơi cổ đức đầu, pháp trường trảm thủ chẳng lâu chẳng chày. Điên này điên Phật điên thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Mặc tình nam nữ đông tây, ai tin thì xúm coi ngay hay khùng. Trẻ già ai có muốn dùng, chép ra mà rải phước chung một nhà. Nguyện cầu vững đạt hoàng gia, nam trào thành trị minh hoàng thánh dương.
các nước chư quốc khiêm nhường, minh vương trị nước như đường cao tông. Nam trào Phật ngữ rất đông, vua lên chánh điện lễ dân thái bình. Bây giờ bông phía chiến chinh, trách lòng ba tánh không tin Phật trời. Cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng nào gãy nạn ôi thôi xa trần. Xem đi xét lại mấy lần, bây giờ to hết cho trần hạ nghe. Một cây trông chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghé chài mười. Người đời như trái chín mùi, mặt tình già trẻ đến lui hai đường. Đời đã như chỉ treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho tôi. Tôi buồn bốn phía không an, kẻ dự hết tám người hiền còn hai. Đế vương còn ẩn non đài, Phật sai tôi dạy hôm mai dưới trần. Khuyên hết ba tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân coi đời. Tôi ra khuyên giao hết lời, không nghe thời lại mắt rài lao đao. Gặp đời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hung hào thời đông. Trung ương ất sổ có giống, hiền từ Phật độ cũng không lụy mình. Nghìn ngang tánh ở bất bình, có tướng thiên định làm binh hải kinh. Nghinh ngang khinh dễ thiên đình, cho nên ngọc đế buông tình thở than. Mới sai tương xuống trần gian, răng đồ hung ác chẳng ngán đêm ngày. Dương trần đâu có rõ ai, tôi thương trần thế tỏ bài chỉ chung. Thiện nam tinh nữ hay cùng, tôi đây không phải là khùng ở đâu. Chừng nào vui thế hết trâu, biển đâm hết cả thời tôi hết khùng. Thương thay bác sĩ lầm trung, chế cười mặt thế khùng không lầm buồn. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tơ hết tuồn lao đao. Đất gò sông bủa lao sao, điền đồng có mọc như hào hoa tiên. Thương là thương kẻ tháo hiền, ghét đứa hung ác lòng phiền lắm thay. Kinh này ai có công dày, biến ra truyền lại hay hơn cúng chùa. Ở đời đừng có tranh đua, phải giá thì bán thì mua đừng rầy. Giảng này Phật biểu truyền rài, thấy trong cuộc thế đời này nghinh ngang. Cho nên Phật biểu lưu toàn, như trong ba tánh tinh thời ghi coi. Đèn lòng một ngọn không xoay, mãn lo cuộc thế quên coi chuyện nhà. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà bỏ đi. Thấy đời đôi khó chẳng gì, ngạo cười chẳng kể sầu bi cho người.
tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho người nghinh ngang. Chừng nào thanh chúa bước sang, người hiền trốn núp nghinh ngang ra tài. Long đài có đổi có cây, gươm trần cầm lấy cho tài nghinh ngang. Bây giờ sáng thiệt rất sang, soi hàng mạch nước thế gian đời này. Đến chừng gặp hội rồng mây, khác thể cáo bày hồi thở nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ cho bủa lưới chạy ngay miệng hầm. Đời này như nước cờ cùng nói, cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua xét lại mấy phần, cơ trời định chắc không lầm bớ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khấn Phật tổ tông đặng bền. Cứu quyền thất tổ đừng quên, vua hướng bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà giữ đặng nhất tâm, cũng như ngọc báo đây cầm trong tay. Cũng đừng chế lạc chế chay, muối dưa đạm bạc dở hay chớ này. Cũng đừng phụ bắp chế khoai, đến khi khổ ngặt lấy chi đỡ lòng. Rau lan bông súng cũng xong, xin có đỡ lòng khỏi đói thì thôi. Chừng nào chúa thánh lên ngôi, trên vua ấm ao dưới tôi no lòng. Bây giờ còn hỡi lông đông, phải sao chịu vậy cho xong mọi bề. Tôi khuyên hết thải chợ quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghinh ngang. Ra công kinh tả lưu toàn, cũng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Đừng ham hát bộ cải lương, để sao coi hát của vương minh hoàng. Cải lương là thoái điếm đàn, hát bộ diệu sớm diệu làng xưa nay. Hư nên các việc tỏ bài, tôi không có ép có nài chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dạy đời. Thân sau nay đổi mấy dời, xóm kia làng nọ khổ thôi thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bại đâu xứng vàng mời, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như sư giải ai bằng, khôn như bồm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.